ai thánh tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó ban đầu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ làm cùng em. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không mệt đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chúng tôi một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục tương lai. Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Trong tập trước, 6 bạn nhỏ của thử thách lớn khôn đã có những giây phút bứt phá trong các lớp học ba lê và đá banh. Trong tuần này, các bạn nhỏ cũng sẽ phải tham gia vào một thử thách không kém phần khó khăn. Tập 5. Siêu thị trí nhớ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với thử thách tiếp theo của chương trình Thử thách lớn khôn. Và thử thách ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên gọi là siêu thị trí nhớ. Tôi là Sam, sẽ là người đồng hành cùng với các bé và các gia đình trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan đã tài trợ cho chương trình. Chuyên gia tới đây. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một nơi mà tôi nghĩ rằng là các gia đình của chúng ta rất là thường xuyên đến và các bé cũng thích vào dịp cuối tuần, đó là đi siêu thị. Tuy nhiên ngày hôm nay thử thách này lại dành cho các bé trong cái việc là ghi nhớ các cái món đồ dùng, các cái thực phẩm mà mình cần mua dưới sự thể hiện của cả hai hình thức là cả chữ viết và cả hình ảnh. Và chúng ta cũng biết rằng là cái ghi nhớ của trẻ vào trong cái giai đoạn này đó thì ghi nhớ bằng hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Thì hãy xem thử các con tiếp cận với nhiệm vụ này như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện lại của 6 gia đình đáng yêu ngày hôm nay. Xin mời. Trời ơi, chào anh chị. Trời ơi, chào anh Sơn, chào anh Liên. Chào Sơn. Các gia đình mình ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách rất là đáng yêu, đó chính là siêu thị trí nhớ. Không biết là trong 6 gia đình đáng yêu của chúng ta thì các bé ở nhà có bao giờ đi siêu thị không ạ? Chứ chị mấy bé chưa bao giờ tự đi mua hết. Đi với ba mẹ. Đi nào cũng đi với ba mẹ hết ạ? Còn Andy, con đã từng bao giờ đi siêu thị không? Dạ rồi. Có đi một mình không? Dạ, chưa. Nhưng mà hôm nay là con phải thực hiện thử thách một mình đó nha. Yeah. Con có tự tin là mình sẽ làm được không? Con tự tin con làm được nhưng mà con phải đi em Son nè. Take care of em Son. Từ con nhớ từ cái từ thứ 3 tới giờ rồi đó. Từ thứ 3 tới giờ con chăm sóc em Son rồi đó. Rồi trời ơi vậy. Ủa sao con chăm sóc em Son vậy? Tại em Son dễ thương. Em Son ơi, em Son có thích anh Andy không? Dạ thích. Dạ thích. Em Son ơi, em Son có thích anh Andy không? Dạ thích. Rồi, gia đình ủng hộ, tình cảm gia đình ủng hộ luôn. Và trước khi bước vào thử thách của chương trình thì em có hai điều cần thông báo với các gia đình ngày hôm nay. Đầu tiên là các bé đậu cam xoài nè, vì do tuổi của các bé còn rất là nhỏ cho nên là để đảm bảo được sự an toàn của các bé thì các bé sẽ lựa chọn ba hoặc mẹ đi cùng để hỗ trợ cho mình. Mà ba mẹ chỉ có quyền là gợi ý là xoay quanh, gợi ý bằng hình thể hay là gợi ý bằng những cái điều xoay quanh nguyên liệu đó. Và điều thứ hai em cần thông báo đó là ở thử thách lớp học tài năng. Ở tập trước thì các gia đình nào mà có sự lựa chọn trùng khớp với nhau giữa ba mẹ và các bé thì sẽ có một quyền ưu tiên trong thử thách này, đó chính là có thêm 30 giây để ghi nhớ là gia đình bé Son. Yeah. 30 giây của bé Son. Và tiếp theo là gia đình của bé Son.
cho xoài. Dạ. Ba cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thật sự thì nãy giờ cam xoài đậu đang phiêu du trong thế giới riêng của mình. Người lớn thì cứ nói huyên thuyên, cam xoài đậu không thích như vậy đâu. Chừng nào thì chúng con mới được tung tăng chạy nhảy đây? Và tiếp theo là gia đình của bé. Gia đình của bé. Em đi. Tôi hiểu rồi đó, tôi hiểu rồi đó. Và cuối cùng là xin chúc mừng gia đình của bé Cam ạ. Hai đứa mình rất quốc, hai đứa mình rất quốc. Và sau đây là thời gian quan sát bắt đầu. Đậu bắp con biết không? Mình cứ dùng cái từ gì? Đậu bắp nè. Hoặc là chỉ những món các bé thích ăn để có thể dễ dàng cho các bé nhớ. Sữa nhớ không? Sữa. Ớt nhớ không? Không. Nhà mẹ ba mẹ cũng ghi nhớ nha. Ba mẹ cũng ghi nhớ nha. Để ba mẹ hỗ trợ các bé nha. Con lấy được nhiều càng tốt. Con nhớ hết thì con lấy hết luôn. Trái cây nè, xoài nè. Đường. Cái này hơi khó đó nha. Không, con nhìn hình. Con nhìn hình con đó, nhìn con hình không nhớ chữ. Nhìn hình cái món gì để con lấy thôi. Bí đỏ, con nhớ bí đỏ là cái gì không? Halloween á. Con nhớ nhá, xong rồi có cái gì là con mua nhá. Còn con vật là có gì? Con cá. Vật có con cá. Đúng rồi, còn cái cây. Cái cây có trứng rà. Như vậy cái cây mà trứng rà. Táo. Đúng rồi. Gà tím. Ông đậu ơi, mẹ dặn này, bây giờ con đi con mua cho mẹ thịt lợn, thịt bò, thịt gà, con cá, con mua cho mẹ quả cà chua, rau dền này, rau súp lơ, quả trứng, gạo, đường con nhá. Con nhớ chưa? Mua nhá. Con đọc lại cho mẹ, con mua cho mẹ những gì nào? Mua ra thịt gà, mua ra nước thịt bò, thịt lợn, đường. Nhớ rồi, mua ra u là. Fruit, you're gonna go on vegetables over there. Tell me again. Apple. Yeah. Okay. Apple, tomato, and broccoli, and egg, and mango. Fantastic! You remember everything. Wow. Cherry also maybe you can add to the list. Cherry no. Trong lúc các bạn và anh chị đang tranh thủ ôn lại bài thì xoài xoắn lại có một mối bận tâm khác cực kỳ cấp bách. Mình phải đi tìm thịt bò. Thịt bò á? Thịt bò để đâu? Thịt bò người ta hết rồi. Mẹ ơi, mẹ thấy bệnh viện người. Cứ nhiều thế, ngửa nốt một lần này thôi đấy nha. Đừng không được lằng nhằng như thế đâu. Và bây giờ 15 phút dành cho các bé đi gom 30 nguyên liệu của chương trình. Bắt đầu! Bác không được gấp. Nhanh chân lên nào, các cô cầu nhỏ của thử thách lớn khôn ơi. Chỉ có 15 phút mà phải lấy những 30 nguyên liệu đấy. Xoài đi thôi, nhanh thôi. Đi theo bố. Đây Cam ơi, bên này mà. Cam ơi. Rồi, con lấy xuống. Rồi, con cho vào rồi. Rồi, nào đẩy chú tiếp. Đây. Cam ơi, đây. Đi thôi. Cam ơi, bên này mà. Mình lấy hoa quả con nhé. Đi lấy hoa quả nào, đậu đi lấy hoa quả với bác kia nào. Ôi dồi, lấy sữa xong rồi đấy. Ây da.
đây, con đây. Con đây, con. Quả gì màu đỏ nhỉ? Quả này. Con này nhá, đúng không? Để táo à? Lấy đi. Yeah, đúng rồi. Chắc nào. Dạ, khác quá. Hai quả thôi. Nào. Quả này đi. Quả này á? Quả này phải không? Quả này phải không? Có trong cái bảng vừa rồi không? Ừ. Có không? Có hả? Ui, quả này to quá, quả này to quá. Không thể to được không? Quả này được không? Quả này được không? Quả này không được. Nani? Quả này béo lên. Rồi, ok, đi. Ở đây, vào đây. Ok, rồi. Yeah. Rồi, yeah, giỏi lắm. À, quả này có đúng không? Đúng. Có phải quả, có quả này không? Đúng ạ. Yes. Một lấy nhá. Quả quay bông. Quả quay. Bỏ lên. To quá. Đây, đây, nó đây rồi, nó đây, một quả đó con. Một yeah. Quả thôi ạ. À. Yeah. Pineapple. Cái phải không, cái này phải không? Cái này phải ạ. Có không, có không? Không có. Không. Ê, giỏi được. Ok. Có quả này không nhỉ? Không có quả này hay sao ạ? Đi chỗ khác đi. Bên này, bên này, bên này, bên này. Bên này, bên này, bên này. Chỉ hai quả thôi nhá. Bên này con, bên này con. Ui dồi, cái quả đấy à? Nhiều hơn. Trái ớt á? Có. Có không nhỉ? Có mà. Ở đây rồi. Cái này có không? Cái này có không nhỉ? Cái này không có đi. Cái này có không? Không. Không có đúng không? Cái này mới có được. Ờ, thế cho vào. Em không cái. Bố không biết có nhớ. Cái này có không? Cái này có không? Không. Cái này bố hình như là có sao ấy. Con lấy một cái đi. Lấy một cái đi. Đấy, một cái. Yeah. Dạ. Có thịt cá không nhỉ? Có. Không, 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 không. Có thịt cá không? Không có thịt cá. Nhá, cái nhỏ nhỏ nhá, con chọn đi. Ở đó. Nhá. Ờ. Ok. Đúng rồi. Thịt bò à? Ok. Tôi chỉ ít cơ. Đúng rồi, ok. Ít cơ. Ít cơ bố. Beef, đúng không? Ờ. Có thịt con gì gáy ò ò nhỉ? Con gì gáy ò ò? Con gì? Con gà. Có con gì kêu ép ép nhỉ? Con gà. Con gì kêu éc éc? Là con gà. Con ụt ịt ụt ịt thế. Con gì? Lợn rừng. Ôi. Đây nhá, này thịt heo đúng chưa? Đúng rồi ạ. Ok, ok, đi thôi. Ơ kìa, nụ cười tỏa nắng này. Thì ra là cam. Cho đi nhờ. À, hai bạn vẫy nhau à? Bay đậu, dạ. Hai bạn bắt tay nhau một cái đi. Nhưng mà sao đậu lại ngó lên cam thế kia? Nhưng mà nhiều khoa học quá thế. Đậu chỉ quan tâm đến mỗi giỏ hàng đầy ắp của cam thôi. Mà nãy giờ cam đã đi mua sắm như thế nào ta? Đây đây đây. Sao là bên này này bố? Bên này. Và thật ra là cam hôm nay cũng rất là thích, tại vì là khi mà có được đẩy xe đấy và đi lấy đồ thì không hiểu tại sao là kiểu bình thường đi siêu thị rất là thong dong đúng không, nhưng mà hôm nay thấy bố rất là gấp gáp và kiểu bà ấy cũng rất là tập trung ấy, kiểu đẩy cái xe đi thấy bố đâu cũng kiểu lách luồn chạy theo bố ấy, cũng rất là đáng yêu. Cam thích ăn nhất quả gì? Quả gì đấy? Quả nào? Đúng rồi, nào thì lấy cái này không? Đó, ok, nào con lấy một túi. Ừ, hai tay không rơi. Hai quả rồi. Rồi, nào đi tiếp. Cam tên là gì? Con tên là gì? À, đúng rồi. Nào, lấy. Rồi. Củ gì đây? Hai cây. Đúng rồi, lấy một củ. Cho vào. Tiếp nào. Nói chung là
chỉ kỳ vọng rằng là hai bố con không bị lạc mất nhau thôi. Bởi vì là hôm nay thì siêu thị cũng khá là đông người. Xong rồi kiểu lúc mà đông người như thế thì chỉ sợ là con cũng hoảng loạn. Bởi vì tự nhiên thấy xung quanh mọi người cũng giáo giết đi tìm đồ. Sợ là con cũng bị hoảng loạn xong rồi lạc bố hay như nào thì thôi. Hôm nay anh khá là bất ngờ khi mà cái việc mà lúc mà bé nhắc anh cái bí đỏ. Các bé rất là thích Halloween nên là khi mà nói đến quả bí đỏ là các bé sẽ nhớ được. Các bé nhớ mua quả Halloween nhá. Sẵn sàng chưa? Nhớ mua quả cam nhá. Vâng, mẹ đợi con mua quả trứng đó. Đúng, đúng, mua quả trứng nữa. Yeah. Cam nhớ quả bí ngô à? Đúng rồi, đi 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 đi. Rồi, con cho vào. Cho quả bí ngô vào, đúng rồi, đi tiếp nào. Cam ơi. Đi 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 con ơi, đi đi. Bố bảo này, bia con để xe ở đây. Bố biết con không thích mùi này nhưng vẫn phải chịu. Bố biết con không thích mùi này nhưng vẫn phải chịu. Nào mình vào lấy một con cá. Ướt không sao cả, bố về đây rồi. Lấy con cá đã lọc xương rồi có được không? Đây thế đi. Rồi đi tiếp nào con. Rồi con đẩy ra đây. Quả trứng. Rồi. Sao? Quả trứng. Quả trứng. À, nhưng mà quả trứng ở đâu? Quả trứng. Quả trứng. Đây bây giờ đi ra đây. Có một khay trứng ở đây. Chỗ này. Chỗ này là chỗ để tương ớt. Chỗ này là chỗ để tương ớt nhưng mà không hiểu là có ai đã bỏ lại một cái khay trứng ở đây, không hiểu vì lý do gì. Mình lấy luôn khay này nhá. Đỡ phải đi tìm. Cảm ơn ạ. Cảm ơn vị khách nào đã để trứng ở đây. Đi Cam ơi. Cam ơi đi vào đây. Đi vào đây, đi vào đây. Cam ơi lấy thịt nào? Biết con lấy thịt nào ở đây? Con lấy thịt nào con chỉ đi. Thịt nào? Thịt này đúng không? Ok. Rồi, đi tiếp nào. Bố cầm nhá, không đầy rồi, bố cầm nhá. Đi tiếp nào. Rồi, hết giờ, đi rồi, đi về. Bạn xoài vui vẻ của chúng ta nãy giờ như thế nào nhỉ? Hãy ghé mắt qua xoài, xem xoài đã lấy được bao nhiêu nguyên liệu nha. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Thịt gì? Ê, con phải bố thử xem có đúng thịt này không? Có đúng không? Không phải. Không phải á? Hình như đúng mà. Đúng á. Ừ, lấy nhá. Nhưng lấy như nào nhỉ? Thế thì bố kéo ra bố lấy cho hộ con nhá. Đây, con sẽ lấy xương vào đây. Rồi, con cho bà đi. Rồi, mình lại đi tìm tiếp. Đi tìm, đi tìm, đi tìm. Đâu, 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 đâu. Rồi, bây giờ mình chưa có rau. Rau á? Ừ. Ok, rau á? Ừ. Ok. Rồi, đi thôi. Rồi, bố, đi đây. Bây giờ mình phải đi tìm món con gì bơi bơi ấy. Con gì bơi nhỉ? Rau ở kia, đúng rồi, đi. Nào, đi hằng này, đi hằng này. Bên rau rồi. Rồi, đi thẳng, nhanh, nhanh. Nhanh không có mình không mua kịp đâu. Ôi, đi thôi, bà đánh. Xoái ơi, mình thiếu củ gì, quả gì màu đỏ nhỉ? Quả gì màu đỏ nhỉ? Cà rốt. Ừ, con lấy đi, con lấy cà chua đi. Ôi, quả gì Halloween nữa nhỉ? Quả Halloween đây đúng không? Đúng rồi. Con có cận lấy được không? Nặng quá. Nặng à? Thế bố giúp con nhá. Wow, Halloween. Halloween này mượn ai được ngay. Wow. Bố thấy đầy phết rồi đấy. Bố cho vui được đâu. Thì thích đấu thôi. Chưa có hoa quả gì? Không, mà rau đây. Ui, rau gì đấy? Cái này. Nani? Ôi, đi thôi. À, con đẩy cùng bố không? Bố nặng lắm. Con muốn thêm rau không? Thêm rau á? Con nhớ rau gì không nhỉ? Như bố quên rồi. À, mình thử đi tìm củ
Cà rốt đi. Cà rốt à? Ok, đi tìm cà rốt nhá. Cà rốt à? Cà rốt màu gì? Màu da cam. Ừ, đâu rồi nhỉ? À, Bún nhìn thấy rồi. Thiếu gì nữa? Cô cần đi mua quả nho không? Có, nho cũng cần. Đâu, mình vào đây kiểm tra nào. Đi tìm thôi. Mình đâu? Mình còn chưa có quả gì. Quả gì mà hay ép ra nước xoài thích ấy nhở? Đúng không? Quả dứa. Đúng. Rồi, để bố lấy cho. Wow. Đầy phết rồi con nhở? Đầy phết quá. Đúng rồi, lấy đi. Quả gì đấy? Quả... Em không biết tên. Quả táo mà. Quả táo quá. Đúng. Nào đi tiếp, đi tiếp. Đi tiếp thôi. Mình chưa có quả gì giống tên của con. Quả xoài. Đúng rồi, lấy đi. Quả xoài đây ạ? Đúng rồi. Rồi. Bạn gì con Bắc Kiên Bắc Loan ấy? Bạn của tên cam là nước cam. Đúng rồi, lấy thôi. Lấy thôi. Lấy chút cam đi. Cái thử thách này sẽ hơi khó với bé. Bố là người nhắc bài cho bé là chính. Thì mình cứ đến cái khu vực mà có cái đồ ăn mà cần phải mua, cần phải lấy thì mình cứ gợi ý bé là mình đã có cái này chưa, mình có cần lấy không. Đi thôi. Mình đã lấy đủ chưa? Đủ quá rồi. Rồi, hết rồi, con cầm đi. À, bố cầm một con nhá. Nào, mình đẩy ra chỗ mẹ nào. Chuyên gia tới đây. Đây thì những cái hình ảnh dễ thương của ba nhân vật xoài, cam, đậu vẫn tiếp tục diễn biến trong tập này. Tuy nhiên, phụ huynh có nhận ra rằng là các con còn quá nhỏ. Còn nhỏ tới mức là chưa hiểu là mình đang tham gia nhiệm vụ gì luôn. Và mặc kệ người hướng dẫn trao đổi thông tin, đặt ra yêu cầu hướng dẫn giải thích. Chuyện đó là chuyện của ba mẹ, ba mẹ cứ tự lo. Con chỉ cần lên sóng cho hình nó đẹp để các cô chú coi hình ảnh con dễ thương là được rồi, phải không ạ? Và như vậy chúng ta cũng nhận ra rằng là có những cái môi trường, có những cái nhiệm vụ nó cũng không phải lúc nào cũng phù hợp với con mình. Có thể nó phù hợp với con nhà người ta, nhưng chưa phù hợp với con mình. Phù hợp hay không tùy vào độ tuổi, tùy vào giới tính, tùy vào sở thích, tính cách của con nữa. Cam ơi, đây. Cam, xoài, đậu tuy còn nhỏ, chưa hiểu mình đang làm gì, nhưng rõ ràng là các bé rất thích thú và nhiệt tình với thử thách mua sắm này. Còn các anh chị lớn, liệu có hoàn thành được thử thách này một mình không ta? À, Son và Andy chọn cách đi chung với nhau. Andy thật ra dáng một người anh lớn ân cần với em nhỏ. Chặt lắm rồi em ơi, lộn được rồi. Ở đây là bông hoa. Là bông hoa vậy, trái cây đâu? Không biết. Coi cô, trái cây đâu? Ô, táo. À, táo đây. Yeah. Ê, coi bên trái táo rồi hả? À, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Táo sau này đến cà chua. Đúng rồi, cà chua ha. Quên phải nhanh nhanh lên, không thôi hết giờ đó. À, ui cha. Một cà chua là cái này. Đúng rồi, thủ qua. Xanh thôi, thôi khỏi đi. Qua lấy thịt đi em ơi.
kia rồi. Trả lại đi. Tôi hết thịt bò rồi. Rồi trứng nữa đúng rồi, trứng. Trứng là trứng. Không muốn vậy. Trứng ở bên sữa đó. À trứng. Ủa cô. Yeah, trứng. À, đây nè trứng đây. À đúng rồi trứng. Rồi cho em nữa. Nhanh lên gần hết thời gian rồi. Đi bên cạnh Andy, Sam thật yên tâm biết bao. Chắc chắn là sẽ không bị đi lạc và giỏ hàng sẽ đầy ắp các nguyên liệu. Ra ngoài thịt mới đi ra được em. Đi lộn đường rồi, lộn tiệm rồi. Lộn tiệm. Giờ sao đi được? Đi đường này. Ờ đúng rồi, lấy thịt bò. Nói anh cần thịt bò mà. Bây giờ anh phải lấy. Chuyên gia tới đây. Ở đây bạn Son, những tập trước hoạt động rất là độc lập và tự mình thực hiện mọi nhiệm vụ, thì lúc này đây ở trong siêu thị, Son đầy nữ tính khi mà luôn đi cùng với anh Andy, một người bạn mà có vẻ là Son dành nhiều cảm tình vì chắc là cảm thấy có cái tính hướng ngoại hoạt ngôn và vui chơi với nhau nó hợp, cho nên hai anh em đi siêu thị rất là vui vẻ. Andy Khánh đây rồi. Và chao ôi, một xe hàng nặng trĩu. Có vẻ như Andy Khánh đã thực hiện thử thách rất tốt. Hãy cùng xem chuyến đi mua sắm của cậu bé nào. Có dứa không ta? Có dứa không ta? Có dứa không ta? Nani? Có dứa không ta? Chắc không. Bà dặn con nè, nếu mà con không nhớ thì con cứ lấy con bỏ vô đại, không sao hết, nghe không? You don't talk, you don't talk. You don't talk for with the baby. You okay. Try and drive by rồi sai rồi ship okay. Thơm hả? Mình sẽ lấy thơm. À táo. Cà tím. Chắc đâu đây? Trong mấy cái tủ lạnh này. Bí nào nhỏ đây? Thơm ở đâu vậy chú? Chú ơi, thơm ở đâu vậy chú? Thơm á. Đây rồi, thơm đi rồi. Thơm ơi. Trời ơi, nhiều quá. Có dứa không ta? Có dứa không ta? Có dứa không ta? Nani? Anh đâu? 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 Anh đâu?
giờ? Hả? Chị không giữ chồng chị bây giờ để em mới giữ ảnh luôn rồi. Em giữ đi, chị đứng lại trên cao chị quan sát con chị chứ. Cái chợ này nó không có nho. Tôi tìm nho từ nãy giờ không thấy. Tôi tìm nho từ nãy giờ không thấy. Anh Long! Anh Long! Anh Long! Đừng có đi! Đừng có đi! Anh Long kìa! Ây da! Chị Trinh có vẻ bật lực với anh Long rồi. Ồ, đâu có biến mất đâu. Vẫn đứng xung quanh đó thôi, vẫn theo dõi thôi. Vẫn tìm coi coi là con mình đang ở đâu. Ở khu trái cây hay là khu chợ cá hay là khu chợ thịt. Chứ đâu có biến mất đâu. Nói gì Quang. Mấy cái người đó là người khác rồi, chứ không phải bà con. Nhúng tay vào là để xem coi là bé lựa được bao nhiêu món thôi, chứ không có là nhúng tay vào để làm những chuyện. Anh. No. Chắc muốn đầy luôn rồi đó. Đầy quá trời luôn. Lấy nhiều quá. Thiếu hai thứ là nho với lại chanh. Trời ơi, nho với chanh dễ lấy quá mà. Chuyên gia tới đây. Andy Khánh đã có một cơ hội thể hiện cái sự chững chạc của mình ở đây khi mà một mình bạn ấy luôn cố gắng nhớ bài. Hãy nhìn sản phẩm cuối cùng của Andy Khánh. Anh ấy đã có đầy một xe hàng, gần như là đầy đủ các món đồ trong nhiệm vụ được giao. Wow, một cái sự nỗ lực rất là đáng khen, đúng không ạ? Rất là bản lĩnh ở tuổi này. Đây, vì giỏ quá nhỏ. Nhà đậu lấy được nhiều hết rồi. Đậu là nhớ, nó chọn. Nó bảo có cái này, có cái này. Cái em bất ngờ ấy là khi mà anh Duy ra kể về đậu là đậu hôm nay đã chọn cái này kia này, nhắc bố đúng không? Thì cái đấy là cái thực sự em bất ngờ. Bởi vì là ở nhà thì đậu không thấy đâu. Vì bọn em cũng chưa bao giờ mà ý là sai con cái việc là đi siêu thị chọn cái này kia hết. Đấy thì cũng chưa bao giờ chủ động làm việc đấy. Nhưng không ngờ là hôm nay con lại nhớ được những cái đấy. Cho mày đi về thôi, hết giờ rồi. Đánh đầy mẹ. Cái chính là muốn là bé sẽ có cơ hội để mà nhìn các đồ vật sau rồi hôm nay về là bé sẽ bắt đầu nhớ được thêm nhiều những cái thứ quả hoa quả mới lạ. Now, do you know the small red one? Halloween. Halloween nó rất hay lắm. Thế á? Mẹ ơi, xoay một mình xoay đẩy đấy. Thế á? Xoay đẩy nhanh lắm, xoay đuổi theo bố đấy. Xoay tự đẩy á? Để chưa bố sẽ không bị lạc luôn. Không bị lạc. Sao có nhiều thế? Ôi dồi. Nào, high five, hai bố con mình hoàn thành. Yeah. Mình thấy là Xoài cũng có một cái trí nhớ khá là tốt. Với những thứ mà Xoài quan tâm thì Xoài nhớ rất là tốt. Ví dụ như là ngay từ khi còn bé thì Xoài đã nhớ rất là nhiều logo của các hãng xe ô tô rồi. Và đến bây giờ khi mà Xoài 3 tuổi rưỡi thì Xoài đang cực kỳ tập trung vào những cái nhân vật Lego và siêu anh hùng. Thì Xoài nhớ hầu hết tất cả tên của các siêu anh hùng và nhớ rất là kỹ cả tên tiếng Việt lẫn tên tiếng Anh. Nên là đấy cũng là một cái mà rèn luyện trí nhớ cho con rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem mỗi gia đình đã mang về cho mình được bao nhiêu nguyên liệu chính xác nha. Đầu tiên chúng ta sẽ... Trời ơi, lại ôm nhau rồi Son ơi. Đầu tiên cô sẽ bắt đầu với sự đi siêu thị của con nha. Rồi, đây là các nguyên liệu mà chương trình đã đưa ra từ ban đầu. 1, 2, 3, 4, 12 đáp án chính xác. Bây giờ cô sẽ kiểm tra phần đi siêu thị của Andy nha. Dạ, cũng 12 đáp án luôn. Ủa, sao vậy con? Sao con biết 12? Hai đứa đi chung mà. Vậy cô sao có cần kiểm tra không? Tụi con đi chung, tụi con bóc một lần hai cái bỏ vô một bóc. À, lúc nào bỏ cả hai. Rồi, ủa.
nhưng mà cô sẽ thấy là con có khác cái phần thịt nè. Rồi rồi, để cô sẽ kiểm tra thử nha. Tại sao đây có một phần thịt mà em không có thịt nhỉ? Thịt rồi. B, con B, con B. Con B cũng tính là con bò thôi. Không, B là sao tính bò được? B, B không có tính bò được. B là bờ ấy B, còn bò là bò ấy bò, bò. Con B nó lớn hơn cái thằng con bò. High five. Good job. Wow, what a team. 15 phút. Yeah. Andy ơi, con nó không nhận được sự giúp đỡ của ba con mà con làm được như vậy là giỏi lắm rồi. Tiệt gà. Cánh gà không đúng nha. Đây là đùi đùi gà cỡ nhỏ. Đúng nha, có nè. Cái này không có. Yes, 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 yes. Chả. Cái này là cái này nó lên. À, chắc là bé lộn. Bé lộn là qua cái chùm nho thành là cái chùm hành. Chúc mừng gia đình bé đậu đã mang về cho mình được 12 đáp án chính xác. Sữa, that's lady và không có chanh nữa. Quan từ từ. Trời ơi. Một con quả ớt nhưng mà sao có một cái. Gia đình Cam đã mang về cho mình được 19 viên đề chính xác. Và xoài. Xoài, tuy là trái xoài này chưa chín nhưng mà cũng được tính nha. Cá có cá. Thôi rau xoài lấy đi. Rau xoài lấy đi. Rau xoài. Chút nhìn thôi. Không được tính rồi nha, mai mốt mình lấy nhiều hơn mình mới nấu ăn được. Con lấy rồi nha. Sao con lại lấy nhiều? Trứng gà. 10, 11, 12. Kia nữa, quả bí nữa. 13. 14, 15. 16. Như vậy là gia đình xoài của chúng ta đã có được 17 đáp án chính xác. Chúc mừng gia đình xoài. Thưa quý vị, như vậy là tổng kết thử thách này thì gia đình Cam đã chiến thắng bởi vì đã mang về cho mình được 19 đáp án chính xác. Và gia đình Cam ơi, chúng ta có một quyền ưu tiên, đó chính là lựa chọn một nguyên liệu nào đó, bất kỳ trong những nguyên liệu chúng ta còn thiếu. Chúng ta chỉ cần nói ra thôi ạ. À. À đây, ở đây ạ. Để mình có thể nấu ăn nha. À, đúng rồi, mình sẽ lấy gạo. Gạo, và gia đình Cam đã chọn nguyên liệu là gạo. Hy vọng là cả gia đình của chúng ta sẽ về nhà và lựa chọn một cái công thức chế biến nào đó để có thể có một bữa ăn thật ngon nha. Cảm ơn cô ạ. Còn bây giờ thì cả gia đình ơi, chúng ta hãy là một động tác quen thuộc của chương trình nha. Thử thách lớn không? Và bây giờ cả gia đình của chúng ta sẽ cùng về nhà và chế biến món ăn. Chuyên gia tới đây. Những hình ảnh mà đi siêu thị vừa rồi thì cũng cho chúng ta thấy được cái sự nỗ lực cố gắng của con, cái sự tương tác của các con với nhau và kể cả việc con cần cha mẹ hỗ trợ như thế nào. Khi chúng ta đưa con đến những cái môi trường khác ngoài gia đình của chúng ta và đặc biệt những cái nơi đông người như đi siêu thị thì điều mà chúng ta cần quan tâm là hãy trao đổi trước với con ở nhà mục đích, nhiệm vụ, chỉ cho con những cái cách thức và đừng quên là cũng thỏa thuận với con là khi cần những cái khó khăn gì nhờ ba mẹ hỗ trợ như thế nào. Thử thách này quý vị còn thấy là cho chúng ta biết trẻ cũng có thể rèn luyện được trí nhớ trong việc đi mua sắm cùng với bố mẹ. Cả 6 gia đình đều đã mang về 6 giỏ hàng đầy ắp. Hãy cùng xem các gia đình nấu nướng như thế nào nha. Papa, are you chắc là sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây khi mà các ông bố bà mẹ bận rộn của showbiz lại chẳng nấu cơm bao giờ. Hôm nay chúng ta đi chợ xong thì bọn đây nhanh thế à? Anh nghĩ là Sơn nấu đi. Anh nghĩ là hôm nay anh là người chiến thắng rồi, anh đã góp gạo rồi ấy, cho nên là không, bọn em đang ăn kiêng mà, bọn em ăn gạo đâu. Thật ra vấn đề là bây giờ em nấu nhưng mà mọi người đều ăn, bây giờ mà không ngon thì cũng được, khổ cho cả team. Không ngon cũng được. Bây giờ để các con phân công. Bây giờ tóm lại như này, đúng rồi đấy, để cho các con phân công xem là ai nấu với cả. Bây giờ nhá, để đây bác hỏi xoài này, xoài ơi, bây giờ con muốn bố Sơn nấu cơm hay mẹ Trang nấu cơm? Xoài nấu cơm. Xoài nấu cơm. Xoài nấu.
Ok, vào bếp. Này, xoài nấu thì là bố mẹ phải phụ rồi. Có thể thế bố Sơn và mẹ Trang ngoài là chơi đồ chơi, còn xoài nấu nhá. Cam ơi, Cam muốn bố nấu cơm hay mẹ nấu cơm? Không biết. Không biết có nghĩa là thì không ai phải nấu. Thì ăn cơm bố nấu hay ăn cơm mẹ nấu? Dạ. Ý là đát rồi. Đậu ơi, đát kìa, bố kìa. Đát cái gì? Gọi đát. Đậu ơi, con muốn mẹ mắm nấu cơm hay là bố Duy nấu cơm? Không. Con cơ. Con nấu cơm á? Ok. Thôi xong, thế là đậu với cả xoài vào nấu nha. Tất cả mọi người đi ngủ. Các bạn là... Hay bây giờ mình chơi như này đi. Đây như này. Tất cả mọi người sớm nhìn lên. Hai cặp đôi là... À, được, được, được. Ok, luật ở đây là nếu mà ngẩng, được 1, 2, 3 ngẩng lên mà cặp nào nhìn nhau là cặp đấy dính, đúng chưa? Đúng rồi. Bố nè, bố. Bố. Ai cũng nhìn sang bên phải. Ai nhìn sang bên phải là xong. Chỉ tất nhiên. Tất nhiên. Của hội đầu bếp cũng đã đầy đủ. Giờ thì bắt tay vào nấu ăn ngay thôi. Cái gì? Xoài bé không? Bác bé bé luôn xoài. Xoài bé không? Đây bác bé luôn. Đây bố bé con. Xoài cho ai? Bé luôn rồi. Được không? Ôi, đây là bố của Cam. Em mới có lắm chuyện không? Lego sẽ phải đi trên này. Anh kia, Này, bây giờ cái này ra chơi Halloween đi. Bây giờ ra trang trí Halloween đi. Anh em nấu chè, chè bí ngô. Nặng lắm. Bố của Halloween của mình đâu? Tạ ông nào đem bóc ạ? Bố của Halloween của mình đâu? Bố, Halloween của mình đâu? 6 người à? Cả trẻ con nữa. Bố, Halloween của xoài đâu? Ừ? Bố, Halloween đâu? Halloween của xoài. Halloween nó đây. Ôi, này tình hình nhà chúng mình rảnh quá nhở? Đấy. Bố ơi. Không. Chơi chung chứ con. Bố này của xoài mà. Ừ, quả đấy của xoài mà. Ơi. Bố sao khỏe chưa? Bố ơi, bố sao khỏe chưa? Mẹ ơi, sẽ khỏe chưa? Ừ, khỏe thế, nhưng mà rơi vào chân là đau lắm đấy. Nhưng sẽ khỏe mà. Sẽ khỏe. Sẽ là cầm hai tay này. Sẽ có hầm cầm hai tay mà. Kéo đâu, kéo đâu. Ui, để ra đây. Mẹ Halloween. Mẹ Halloween con đâu? Halloween của con ở ngoài con yêu. Halloween con đâu? Ở ngoài con yêu, ở ngoài kia kìa, đậu ra đi, đậu ra chơi các bạn đi. Nhưng mà không có ngoài kia. Của con mà, quả bí đấy là của con đấy, con chọn đây. Đâu nhưng mà của xoài mà mẹ. Con quả bí nào không cho chúng nó? Đấy, con quả đấy thôi, của chung đấy con ra chơi đi. Không phải của con. Quả bí ngô kia là của nhà mình à? Có một quả của nhà mình. Mẹ, quả bí màu của con đâu? À bố, con ơi, của con đấy. Con đây này. Bố chưa? Yeah. Bây giờ ở ngoài, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò khoét bí ngô nhá. Khoét bí ngô như nào? Bây giờ... Không phải là cái lượn đó.
một mình đâu. Halloween của mình á? Không, không nghe, không đập cái gì. Halloween của mẹ ơi. Cho bố một quả. Đủ cẩn thận nặng, nặng này. Cám ơi của mình bé bé xinh xinh. Bố bố nhá. Ôi ôi. Nặng hả? Cái rơi ở chân đấy. Cám ơi quả bí ngô bé được xinh không? Con chăm sóc em nhá. Bố đã cố gắng thử nhưng mà bố không thể khoét ra được đâu ạ. Thế con chơi như này nhá. Các người ta chính là ui ôi, thần gấu bí ngô đây. Ta chính là thần gấu bí ngô đây. Đâu nhưng mà đây là em bé mà. Không phải, ta thực ra không phải là em bé, ta chính là thần gấu bí ngô. Ta là người quản lý hai quả bí ngô này. Nhiều bằng cái này vàng thế. Đấy là mắt à? Đấy nó mất hay gì? Có cái gì muối đấy? Ố, đây có phải là muối? Bán thật đấy chứ đùa đâu? Bán lắm. Lật được một miếng là cũng sắp màu em, nước. Em che đi, nó bán lắm đấy. Đâu, con ngồi lên đây. Có mỗi cái bếp thôi mà anh em trông bận rộn nhỉ. Đi ra đi vô, trông cả lũ đâm đầu vào. Bí ngô biến thành người thật là ăn thịt tết kiểu của người đấy. Là biến thành, là Halloween biến thành người thật đấy. Đúng rồi, các thể ca sóc. Rồi, bây giờ món tiếp theo nào? Đây. Đó. Nào, mặt công chúa màu gì? Màu xanh này nhá. Mặt nạ. Mặt nạ. Mắt vui nhá. Mắt vui nhá. Đây là ô nhưng mà sườn này là phải cắt rồi. Lại phải Duy ơi. Sao đấy? Đơn là dao gì? Cắt như nào đây? Cứ xử ra. Anh có biết cắt sườn không? Anh không biết nhưng mà hướng dẫn anh biết. Em cũng không biết rồi hướng dẫn anh. Khoai nha. Mới tích tắc mà đã xong hai món rồi, không hổ danh là các bà mẹ đảm đang. Không biết lúc này các gia đình còn lại đã chuẩn bị bữa cơm tới đâu rồi ta. Gia đình bé Andy cũng đang soạn nguyên liệu cho bữa ăn của mình đây này. Hồi nãy con mua gì nữa, trứng đúng không? Con mua chắc về chắc bé Son ăn chay rồi. Bé Son cũng có được phần cá con à? Cũng có được phần cá nhưng mà con có phần thịt. Nãy mình mua có một trái cà và mình ăn gian mình rửa luôn, nhà mình có cà. Trời ơi. Kệ đi không sao đâu. Có gì đâu mình phải làm phép chứ. Mình phải làm phép nè, bây giờ để một trái. Biến hóa được cái cà. Mình chiên đi, cá thu mình chiên đi. Chiên vậy có cà mình làm sốt cà ha. Trời, hồi nãy mình không có một cái loại rau gì để mà có rau xào ăn luôn á. Có nè, trong tủ lạnh mình đó, đã chơi ăn gian cho tới chứ em. Đương nhiên phải có. Có. Cải. Cải, đó lấy ra, lấy ra, lấy ra. Ê, hồi nãy em đừng có lấy rau muống vậy? Dạ có. Có rau muống luôn. Ôi, nãy có lấy rau muống mà, đúng rồi. Cái này là lấy trong bơ thôi. Ủa vậy hả? Ừ. Lần đầu tiên em nghe bê mà xào rau muống luôn á. Hấp. Kệ mình làm mình ăn thôi chứ có ai ăn đâu biết không? Cắt rau đi.
Để thật ra anh lo cho, thật cá anh lo cho. Thôi con đừng đụng vô dao, đụng dao đứt tay á. Nấu nướng thì đa phần là lực nấu. À, ngày xưa lúc mới quen Trang, Trang cho mình ăn trứng chiên với đường một lần mình sợ rồi. Có nhiều cái khoảnh khắc trong cuộc đời này mà tôi không bao giờ dám ăn đồ ăn của vợ tôi nấu nữa. Con lựa cái này mẹ ơi. Con ngồi ngay cái bàn con lựa coi cái nào mà tươi thì bỏ vô, còn nhưng mà tươi héo, héo thì con bỏ ra ngoài. Héo bỏ ra ngoài, héo giống vậy nè, héo giống vậy nè, bỏ ra ngoài, tươi thì để vô. Héo. Cái này cá héo hơn nha mẹ. Héo là giống như này nè, mẹ mới chỉ không nè. Cái này cá héo. Không, cái đó tươi. Cái này tươi. Rau tươi bỏ vào đây. Rau tươi bỏ vào đây. Hết là rau tươi. À, cái này là rau héo. Rớt đúng. Nhiêu đây ăn đủ chưa mẹ? Chưa, con phải lặt hết cái rổ đó đó. Rồi trong phim như đây héo hết rồi. Chú đừng có nói là héo hết cái chú bỏ hết nha. Đương nhiên. Là mình không có đủ rau ăn đó. Đương nhiên. Rồi nãy giờ anh chưa làm xong cà luôn hả? Trời, cực công lắm chú. Cắt ra rồi bầm ra nữa. Cà rốt mình để ăn sao được không? Gì? Chứ giờ cà rốt mình xào. Xào luôn. Kỳ lắm, gì mà tôi lứa vậy? Trời, rau củ thập cẩm em. Không biết gì hết. Vậy rau củ thập cẩm hồi nãy thà anh làm rau luộc luôn á thì được. Chấm khô quẹt ăn thì ngon hơn nữa. Khô quẹt hả? Khô quẹt mình biết lấy đâu ra ba mẹ. Làm. Ừ, vậy giờ mình luộc đi. Trời. Có gì đâu em. Em biết làm khô quẹt không? Trời ơi, đương nhiên là không rồi. Trời ơi, khô quẹt phải làm sao ta? Lên Google coi. Lần đầu nghiêm túc vào bếp của mẹ Trang có lẽ đã gây ra nhiều bất ngờ cho cả hai cha con thì phải. Cảm giác hoang mang, lo ngại hẳn là điều khó tránh khỏi đây. Con nghi mẹ lắm đó nha mẹ. Con phải tin tưởng mẹ chứ. Vâng. Hôm nay mẹ tôi làm nước mắm khô quẹt. Tại sao phải là hành? Tại sao phải là hành? Tại sao bà lại bỏ hành? Bỏ hành ngon. Bỏ hành? Tại sao bà bỏ hành chứ? Con ăn hành không được đúng không? Không. Tại sao con ăn hành không được? Con phải tập ăn hành chứ. Có không mà. Tập. Đàn ông mình cái gì cũng phải tập. Mẹ bỏ đường hay muối vậy mẹ? Đường. Khô quạt mà làm với đường hả mẹ ba? Hai cha con là cứ áp lực quá à hề cô. Anh có biết chắc chắn là mình đang làm gì không? Không. Chắc hôm nay không ăn rồi. Phải có tấp mỡ nè. Tấp mỡ gì? Giờ lấy thịt bê đi. Bê làm gì? Xào hả? Thì giống như làm tấp mỡ bỏ vô cắt ngon mỏng mỏng ra. Phải không? Được không? Trời ơi, cái gì đâu không được. Né ra. Mà hồi ba làm sao không ăn đi tại ba mẹ luôn á. Nè, có mỡ bê nè. Được không? Gì mà làm không được hết. Ăn hay không là do mình mà. Dặn nhỏ lửa lại. Giờ bỏ vô đây luôn hả? Phải không? Vậy hả? Giờ là sai luôn rồi đúng không? Dạ 2 tháng. Thôi thôi bỏ vô đại đi. Trời. Nấu hồi nó cũng chết. Thôi. Không, tao sao đâu, nó sôi rồi nè. Anh bỏ mỡ thì nhỏ nhỏ thôi, cái này nguyên cục thịt rồi. Nguyên một cục thịt. Bắt đầu thấy hơi rối rối rồi đó bạn ơi. Nghe mùi khô quẹt nhưng mà ba mẹ à. Chết cha anh ơi, cái này là đường rồi anh ơi. Anh bỏ đường quá nhiều. Tại em lỡ bỏ nước mắm nhiều á. Tao phải pha thêm miếng nước nữa hay sao á. Phải không?
có pha nước không ta? Google, trời ơi, điện thoại đâu móc ra coi. Cái gì không biết thì lên đó coi. Cái này chắc em nghi một hồi nó thành, hay là mình bỏ vô thêm nước rồi mình nấu lại xíu. Hợp lý, hợp lý. Rửa này đi. Thôi em rửa, anh rửa đi. Trời ơi, cứng ngắc luôn rồi, lấy nồi khác đi. Lấy nồi khác luôn đi. Ba mẹ ơi, con Nghi hôm nay tối nay là ăn tối chứ không phải ăn bữa chiều nữa đó ba mẹ ơi. Đừng tạo áp lực cho ba mẹ. Sợi chết. Rồi được rồi đó, được rồi đó. Còn cái chén lỏng. Món kho quẹt truyền thuyết đã hoàn thành rồi đây. Nhưng mà... Ủa sao vậy lỏng le rồi? Thì đó, em cho chút xíu nước à. Hay là chút nó mới đặt lại nó. Chắc chút nó nguội đặt lại đó. Nghĩ gì đi. Chắc vậy, trời giống nước tương. Rồi cho em cho nếm thử coi. Anh nếm thử đi, em nếm rồi. Anh không dám nếm. Anh nếm thử coi. Anh có thương em. Ủa thương em phải nếm này hả? Ừ. Thôi nếm đã có chuyện gì sao? Em nếm rồi. Em nếm rồi thì em lỡ nếm có luôn. Chuyện gì thì anh thì lo. Không ai không có gì, hai đứa bị chung. Bị chung nghe lo trời thôi, một bữa bị thôi. Nếm thử đây. Ngon mà. Bị khét, nó ra mùi khét rồi. Hả? Thôi nhưng mà nó cũng có mặn mà. Mặn đâu? Có mặn. Mặn nhách. Cái gì nước mắm mà lạ. Nó ngọt như đường. Ba mẹ cho con nếm thử được không? Nè nếm thử này đi. Nếm thử lỡ rồi ba đứa điên ngược luôn. Ngon hả? Thật, gu còn cũng lạ lắm. Thấy chưa? Ngon. Của mẹ nấu em đi. Ở nhà mẹ con chưa có nấu nhiều món tới vậy luôn. Con thấy rất bất ngờ luôn. Nè phụ ba dọn cơm kìa. Ủa mà có nãy giờ có nấu cơm không? Quên nấu cơm rồi. Vậy thôi mình ăn đồ ăn thôi, khỏi ăn cơm. Ôi không tin luôn trời. Rồi được, anh thấy nó sợ tụi nó chán. Với sự trợ giúp của ba Luật thì bữa cơm cũng đã hoàn tất, rất chỉnh chu. Cơm nào không có cơm thì biết phải làm sao đây. Giờ thì cùng ghé thăm bữa cơm của nhà Andy Khánh nha. Một sự khởi đầu đầy rôm rã. Mình làm bò bít tết nha. Bít tết hay lúc lắc? Ồ, cũng không có gì là lúc lắc hay bít tết thì bà bít tết ngon. Bà bít tết ngon. Ủa? Chảo để đâu ạ? Đây mẹ. Chị nè. Đây mẹ. Chị nè. Đó nè, con nó còn biết hơn anh nữa, anh thấy không? Đầu bếp chính là thường thường là chỉ đứng nó sai thôi. Mẹ. Mẹ. Cho xin cái chảo đi đầu bếp phụ. Con y chang luôn là cô tóc mày luôn á. Tại vì cầm cái chảo là cô tóc mày hay cầm cái chảo lắm. Đây con. Con cảm ơn mẹ. Đây vô rửa tay. Rửa tay. Cho con rửa tay miếng đi bà. Em đồ bào để đâu em? Dạ đây đợi tí. Mà khoan ba. Ba còn việc gì giúp nữa không? Dạ. Ba còn việc gì giúp nữa không? Còn chứ. Cái gì? Con với mẹ xách trái cây cho ba đi. Ủa em ơi, cái này không có cái gì, cái gì để nó ướt thôi. Thơm rửa mẹ. Nói nghe nè, một mình mẹ xuống bếp còn ok hơn là hai cha con xuống bếp luôn á. Người ta làm bếp á, mình đi chợ chị chỉ cần có hả, mình tự làm thôi, một hồi nó sẽ xong cái món ăn đó thôi. Còn anh Long mà vào bếp rồi, bây giờ em tố cáo luôn nè. Anh Long mà vào bếp rồi á là coi như A, B, C, nhà có bao nhiêu người gọi xuống hết là một hồi cái bếp phải như là một cái chợ vậy đó. Cái đó là cái quyền của bếp trưởng, có quyền. Không có quyền như vậy. Bếp trưởng chỉ có quyền nấu và nếm thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng chuối để mình trang trí luôn. Tại vì khi mà mình trang trí là phải có chuối.
Mật ong. Mật ong. Người ta nói mật ong đâu chứ ai nói ngủ không. Ba chỉ con gọt đi. Con gọt con bị đứt tay đó. Con nói là con gọt được. Con gọt là bị đứt tay á. Ba đi đi. Ngộ không của ba đâu. Ngộ không ba đi rồi. Ăn đi. Tin tôi ngủ không ra con bị. Con ăn nha mà. Chưa. Để dành. Cho xin luộc cá này chút. Wow. Rất là minh mạch. Già quá đẻ. Giấm em ơi. Giấm đây đâu vậy? Dạ. Giấm. Thì có không biết trái táo bọc chừng nào xong nữa. Ba muốn còn cái gì thì để con làm. Chứ ba đừng có bắt mẹ nữa. Ừ ba biết rồi. Bắt mẹ rồi. Mẹ đang làm rồi. Mẹ đi qua đi lại. Đi qua đi lại quá trời luôn. Đúng yes, rồi sir. Ok, anh nào? Cho con gọt thơm đi mẹ. Con rửa tay rồi con mới gọt. Bây giờ mẹ cắt sợi dài dài cho con. Rồi lát con tự cắt làm đôi, nhớ chưa? Nhìn. Làm đôi hả mẹ? Ừ, con cắt cái miếng, ví dụ như mấy miếng nhỏ này thì khỏi. Như cái này nè, thì con sẽ cắt vậy nè. Nhớ chưa? Để nhớ. Ừ. Mình sẽ ịnh như vậy hả? Đúng rồi, nè. Sao mẹ cắt nhanh vậy? Con làm đi. Mẹ có làm được rồi mẹ. Giỏi. Rồi làm đi. Khi mà đụng đến mà phần những cái vật nhọn mà sắc bén á, thì mình cũng hơi cẩn thận. Đến khi bé quan sát mẹ làm rồi, mình phân tích kỹ cho bé rồi thì nó nhìn thấy động tác của mình làm từ từ thì chỉ cho bé cái động tác, ví dụ một miếng to con cắt làm đôi nhỏ như vậy thôi từ bước một, thì thấy bé nó làm được thì mình cũng vui, bởi vì mình thấy nó đi từ bước lên rồi, trưởng thành một chút xíu. Đi con, ngồi dậy ơi. Rồi ngồi dậy, cái cây chọt vô mắt bây giờ. Rồi leo lên đi. Leo lên xe ngồi đi. Mẹ lên phòng tí. Hai cha con tự làm nha. Con mình tôi vậy nè. Mẹ ơi xuống. Nhanh lên. Ba đợi mẹ kìa. Em quậy phá kìa mẹ ơi. Mẹ ơi. Dọn đĩa dọn đồ ra đi. Trời ơi Andy. Andy sắp xong rồi đó hả? Đúng 4 miếng rồi hả Andy? Chiếu cà mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau cuộc chơi năm xưa chẳng thấy ra chào. Rồi sao nữa? Gửi đông sao bà Hòa đi. Bi cư ra chơi. Thôi rồi rồi khỏi luôn đi. Sàm quá. Nhờ sự hài hước của ba Long và thừa hưởng nét duyên dáng của ba mà cả gia đình Andy Khánh lúc nào cũng ngập tiếng cười, vui không thể kể xiết. Không biết nhà Son có chuyện gì vậy ta? Có lẽ sáng nay đi siêu thị về vẫn còn mệt nên là cô bé có chút tâm trạng đây mà. Can you change the mood now? Now? Tickle. Okay, yeah, that's it. Okay, bam. All right, let's rock and roll. Okay, so we're gonna cook? No, not that one. Okay, we take Nam Phuc. Thương Son nhiều nha. Rồi, okay, Son vui vẻ đúng không? Con thương ai nhất? Mẹ. Mẹ thương ai nhất? Con. Mình là gì? Mình là bản thân. Bản thân là mới giận nhau nghe chưa? Okay, guys. Bản thân là mới giận nhau nha. Nha, nha, nói nha. Ok, rồi. Thì khi mà sợ ba mẹ buồn là mình không dám làm, thì không cần đòn roi gì hết, chỉ cần làm sao để chạm được cái trái tim con trẻ là con mà làm như vậy là ba mẹ buồn rồi đó. Là có nghĩa là khi thả nó đi đâu cũng vậy, nó làm là nó bắt đầu suy nghĩ.
mình làm vậy là có đúng hay không, làm có sai hay không, nếu làm sai thì ba mẹ mình có buồn hay không. Không được, làm cái đó là ba mẹ sẽ buồn. Không được, không dám làm. Ok, rồi. Angelina good now? Yeah, very good. Rồi, ok. Take a little bit of cream. Yeah. Chuk chuk. Cream. Papa, what are you doing? Careful. I'm careful. So. What are you doing? So. Now you mix. Go 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 go. Cô bé mặt trời bắt đầu tươi tắn trở lại rồi đây. Có vẻ như Son rất hào hứng với công việc mà bố Johan giao cho thì phải. We will add a little bit of salt. And you know what you do, Angelina? So, yeah, you will do. But just so you can check that you don't get too much salt. So then you take your hand first, boom, boom, boom. That's why it's important to clean the hand. So you put a little bit so you know how much salt you get. That's okay. Bam. And then you do. And then you mix again. Okay. Hoppa. Hoppa. I hold and you mix. So teamwork makes dream work, right? This is the first time I do it. Yeah, do you think cooking is great? Do you think cooking is fun? Yeah, really? Bam! Good, 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 good. Ah, I know how to do it. Excellent. So when Mama is finished with the fish, then you know what we're gonna do? Then we're gonna make the scrambled eggs. Good. This one is ready now. Okay. Wow, you're so good at cutting, Papa. No, I don't know about that, but we will try our best, okay? Wow, Papa. And now we do a little bit chop, 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 chop. Look at this one. Ah, wow. Check, Mama. Go and look at Mama's fish. Wow. Look very nice and golden brown, right? You want to mix? You're the mixer. Yeah. Mix master. Mastress. Mix mass. Mixer. So funny. I'm sorry, I need this. Watch out with the knife. Okay. Do you know what we forgot? We needed to do something with the carrot. Sure. Oh, that's right, okay. Right. That's okay. We will do like good this. Good that we didn't. Good that we have our papa to remember. Wow, mixing so fast, Papa! Sorry? I'm mixing so fast. I'm even almost done. That's okay. Now this one ready, okay? I'll wash the carrot. Here we go. I'll wash the carrot, okay? Very good. You wash the carrot. And then you know what you can do? You can cut it, Angelina. Okay? Yeah! Wait, good, will good. I cut it? Yeah, you can do it. I'll teach you. Are you ready? Yeah. We do together, okay? You hold this one, you cut it. Okay. Boom. Boom. It's getting to my finger. No, I'm here. Don't worry. Don't worry. I'm here. Boom. So, good. Wow, look at the color. Yeah, it looks nice. Look at this one. Perfect. Put that one over there. First time. Wow. Boom, boom, boom. So. Gia đình ăn uống rất là thoải mái. Món Tây và món Việt ai cũng có thể ăn được. Anh Johan cũng có thể ăn được món Việt. Mà gia đình Trang, ngay cả ba mẹ Trang cũng rất là thích món Tây. Cho nên cả nhà rất là thoải mái. Papa, are you okay? Oh, no success. We lost three. Papa was coming. No. Boom, accident. Yeah, accident happened. Sorry. Let me tell you something now. Okay, so there's three. So there's one family and three people in this family. Okay, so mix. Okay, mix. Okay, again. Okay. Cooker and cutter and mixer. So cooker is Papa and I don't know if I'm the cooker, you know? No, today was a big challenge. Cooking, because you are cooking. So cooking. Try okay. Okay, so cooking is Papa and cutting is Mama and mixer is me. Yeah, you did mix and you did mix super well. You know, you're the one who mixed the
to mix the scrambled eggs. Sure. Oh, you eat the carrots, okay? They're gonna be very nice and yummy, salty. Ah, but it's salty. I don't like salty. Who put the salt? Me. Okay. How does it taste? Yummy. Yummy. Okay. Super. Fantastic. You Super know what? Duper. Why don't we do it like this so you can cook more easily, honey? Come, we do it like this. Like, and then you know what? Put Angelina, Elskling. Now I think this one should be pretty good. This is a new combination based on what we had available. Sorry that I put too much salt. It's a little bit salty. Nah, it's a little bit salty. Are you That's okay, Angelina. Your carrots is gonna be a masterpiece. It is quite fine for thank you for today. Angelina, Elskling, come. You and I put the plates on the table. Let's go. Ah, okay. Ta-da! Master chef, huh? Look at this one. Yeah, rock and roll. Vậy là bữa ăn cũng đã hoàn thành xuất sắc trong sự hân hoan của tất cả các thành viên trong gia đình. Có vẻ như teamwork chính là tiêu chí không thể thiếu của gia đình của bé mặt trời này, phải không? Nào, cùng trở lại với cam xoài đậu để xem bữa cơm của cả ba gia đình đã được chuẩn bị tới đâu rồi. Uầy, Sơn ơi. Sao? Em nấu cơm... chuẩn không? Nát rồi. Nát rồi. Ba, nát người rồi. Chị Loan, anh Huy. Hơi khô. Hơi khô, hơi khô rồi. Ai là người duyệt cái nồi cơm này? Trần Ba Duy, Hoàng Thanh Loan mà. Loan bơi nước bằng nào vừa đây? Đây, này vừa rồi. Anh nhiều mắt à? Ờ, nhìn mắt chưa? Không, này. Nhìn lờ mờ này được rồi. Không khô. Nhiều cơm đấy. Hơi bị nhiều cơm đấy không ạ? Cá đâu rồi? Cá không, cá không. Đưa đây. Phải dùng ngón tay đúng không? Đúng rồi. Ngón cái gì của ngón? Đúng. Nhưng vừa rồi, thế này là vừa. Ok, ok, ok. Nhìn mắt anh là anh nhìn mắt. Này, cặp cơm. Nhiều cơm không? Nhiều ấy. Bình thường em ấy cơm là một đốt ngón tay đúng không? Nhưng mà nó phải tùy theo. Không khô. Em ăn thử đi, nhưng mà không khô. Ôi, thấy chưa? Không khô tí nào, kiểu cứng đơ luôn. Ngon. Ngon nhảy mắt đúng không? Ngon không? Ngon. Ngon. Cuối cùng, bữa cơm cũng đã hoàn thành và làm hài lòng tất cả các thành viên. Ba Loan hơi hồi hộp cái này. Sườn ngon lắm luôn đấy. Sao? Tôi ăn thử xem nào. Đầu bếp kia đợi mãi để ăn. Uầy, mình không nghĩ là món này đây là lần đầu tiên nấu. Lần đầu tiên làm. So với tất cả những cái điều kiện mình có thể ăn, có thể ok đấy, ngon đấy. Trứng cho các con này, các con thì ăn trứng. Ở trên này có một cái cốc, cốc này có rất là nhiều lá thăm. Trong lá thăm đấy thì có cái gì thì anh cũng không biết. Bây giờ thì chúng mình sẽ bốc lá thăm lần lượt để đọc xem cái nội dung ở trong lá thăm đấy là như thế nào nhá. Để em quay cái tay của anh, xong anh dừng. Không, em bảo dừng, em bảo dừng. Đây công bằng nhá. Nào, bài bốc nhá. Dừng. Thôi để tôi dừng nhá. Cục qua đây dừng. Ok. Mất thời gian. Bốc đi. Nghiêm khắc. Nghiêm khắc à? Nghiêm khắc. Để chắc là nói chuyện về việc nghiêm khắc với Cam. Thật sự thì đợt này đi chương trình thì anh thấy rằng là Cam đời lớn hơn nhưng mà bắt đầu cũng sẽ xuất hiện những cái tính không được tốt đây lắm. Đây là lần đầu tiên mình đây là đầu tiên như thế. Thực sự thì không biết là ở đây do nhiều tác nhân hay là như thế nào, nhưng mà Cam đôi khi bắt đầu xuất hiện cái tính cách là không biết chia sẻ. Không biết chia sẻ, hoặc là đôi lúc thì cũng có chia sẻ nhưng mà bắt đầu là có tính sở hữu cao hơn ấy. Thì có lẽ là đợt này về thì anh chị sẽ phải nghiêm khắc hơn trong thời Cam. Để ý thì ngoài thì thấy cũng vẫn bình thường thôi. Hoặc là do hai người là kiểu bố mẹ ấy, quan sát con rõ hơn và hiểu tính con hơn nên thấy có sự khác biệt. Ở nhà nhá, là Cam sẽ không bao giờ có những cái kiểu ví dụ như là không chia sẻ, hoặc là kiểu hay cáu, hay bị cáu ấy. Tức là đợt này là nhìn thấy Cam hay bị cáu. Nhưng mà thực ra cũng rất khó vì trước cái tuần này Cam đi thì là Cam kiểu như cái tuần này Cam đi cũng là cái tuần mà Cam bị khó tính ấy. Là tuần Wonder Week của Cam nữa. Thế thì anh mới bảo là bắt đầu hình thành dần dần cái tính đó. Cho nên là về sẽ phải nghiêm khắc.
hơn để nói chuyện với con này, vì thật ra là cái tính đấy là cái tính mình không thích một tí nào. Nhà Duy bóc đi. Tập trung à, tức là mình sẽ nói về sự tập trung của đậu. Cũng là một cái vấn đề đấy, nếu mà nói về sự tập trung thì em bé đậu thì cũng là một em bé thiếu sự tập trung một tí nào luôn. Đúng rồi. Em sẽ luôn luôn quan tâm đến cái vấn đề riêng của mình và những cái sở thích của mình, những cái cảm xúc lúc đấy là mình đang muốn thế này, mình không tập trung vào vấn đề khác được. Nó là một đứa cũng thất thường. Thất thường. Mình không thể biết được là lúc nào nó nghe hay không. Tùy lúc thôi em ạ. Trong lúc các bố mẹ đang mãi mê nói chuyện thì ở đâu đó có tiếng chuông vang lại, đánh thức sự hiếu kỳ của chú bé Xoài. Tiếng chuông con ạ. Nếu mà như thế thì... Xoài ấy mất rồi. Chuông ở đâu? Chuông ở ngoài đường. Chuông ở đâu? Chuông là nhà thờ mà. Nhà nào? Nhà thờ. Nhà thờ ở đi. Chợt. Đúng. Đúng con ạ. Rồi hai bạn vào trong mát. Vào khép cửa vào. Cũng công nhận một điều là trong ba bé thì Đậu là em bé thiếu tập trung nhất thật. Cho nên là đôi khi nhưng mà về học hành thì Đậu lại phải có sự tập trung thì Đậu nó mới học được cái đấy. Thì đấy, nó lại tập trung vào những cái nó thích. Cái mà Đậu thích. Thì vì thế tôi bảo là nó theo cảm xúc của nó. Nó chỉ tập trung vào thứ nó thích thôi. Thật ra đứa trẻ con nào cũng thế thôi. Cái gì nó không thích thì bây giờ nó chưa hiểu là lý do tại sao mà không thích mà nó vẫn phải làm. Còn ngoài ra khi mà mình cần là Đậu tập trung theo những cái mà mình muốn. Đúng, chính xác. Cái mà bây giờ mình phải thế này thế kia thì là nó sẽ không làm. Sẽ không. Đấy. Lắng nghe. Giữa bố mẹ và con cái, sự lắng nghe cho nhau. Thì Xoài nhà mình thì mình hay chia sẻ và lắng nghe về trước khi đi ngủ. Cảm thế. Thì lúc đấy là cái lúc mà cảm giác là Xoài nó sẽ không bị chi phối bởi những cái việc gì khác. Và nó cũng lúc đấy nó kiểu nó tình cảm hơn. Đúng rồi. Lúc đấy thường nó tình cảm hơn. Đúng, nó trước sẽ, khi đi ngủ lúc nào cũng sẽ nói tâm sự, cảm giác là nó tâm sự với bố mẹ nhiều. Cảm giác lúc đấy chúng nó lớn hơn hẳn nhá, tức là nhá. Ví dụ như mấy hôm nay đi qua chẳng hạn, kiểu cảm giác cả ngày nhá là không nói chuyện được với Cam luôn ấy. Kiểu cứ nói là kiểu Cam lại sẽ không lắng nghe được. Như nhiều đi quay về ấy, khi mà nói ấy, thì tự nhiên kiểu thấy Cam nói thấy rất là thương, kiểu mẹ ơi kiểu con xấu hổ quá. Mà lúc đấy thì mình cứ bắt là Cam là con phải ra thì với các bạn thế này đi, con phải ra với các bạn thế kia, với anh chị thế này, với cô chú thế kia đi. Nhưng mà con mình nghĩ rằng con là xấu hổ lắm. Rõ ràng là có một lý do. Nhưng mà mình thì mình cứ nghĩ là vì con hư nên là con không hòa đồng với các bạn, con hư con không ra chào cô chú hay như nào đấy. Hôm nào mà Cam có một cái tâm sự như là Cam sẽ tự gối đầu, Cam bảo là mẹ ơi tâm sự một tí đi. Đấy, xong rồi mà nó nói rất là đúng vấn đề luôn, đúng là vấn đề để tâm sự luôn. Nên là thấy rằng là kiểu trẻ con này chúng nó cũng có chứng kiến riêng ấy chứ, cũng có câu chuyện riêng chứ không phải là không như hôm nay tư vô ấy đâu. Như hôm nay cái lúc mà ở siêu thị Cam khóc ấy, nó khóc là tại vì là cái nó giữ một cái giải băng Ergo làm sao cho nó được dài nhất ấy. Thì lại bị giật ra lúc mà Đậu bị đứt tay. Nhà em xin nhà anh một cái Ergo thì chị Loan giật ra một cái. Thì thật ra là Cam nó bị nói thẳng là nó không vui ấy. Tại vì là nó đang kiểu giữ cái kia rất là nâng niu được cả một cái giải dài như thế, thì lại giật của nó ra. Lúc ấy có hỏi không? Có hỏi Cam không? Xong rồi lúc sau anh hỏi, anh bảo là thế Cam sao thì nó bảo thì nó bảo là ý em là có hỏi trước hỏi là ý kiến xin phép không, là hình như không đấy, thì đấy là cái điều đấy là người lớn thì tính người lớn sai hoàn toàn. Và lúc đấy thì Cam nó khóc thì kiểu anh bề riêng ra thì anh mới hỏi là có vấn đề gì, thì Cam mới kể lại. Thì anh bảo là thôi thì bây giờ con có quý yêu bạn Đậu không, thì nó bảo nó yêu bạn Đậu. Thế con yêu mẹ Loan không, mà yêu mẹ Loan. Bảo thế bây giờ bạn Đậu chảy máu con có thương bạn Đậu không, thì nó bảo nó thương bạn Đậu. Đấy, xong rồi bảo là thế bây giờ mẹ Loan là lấy cho bạn Đậu thế là đúng hay là sai, nó bảo đúng. Có nghĩa là tất cả những cái vấn đề đấy nó hiểu hết, nhưng mà tại vì nó đang không thích thì đây là đồ chơi của tôi và đừng có ai động vào đồ chơi của tôi khi mà chưa có sự cho phép của tôi. Người lớn thì luôn muốn là kiểu trẻ con lắng nghe người lớn. Hoặc là chưa biết cách nói chuyện. Nhưng mà mình lại thật ra là mình cũng phải lắng nghe trẻ con nữa. Đúng rồi, lắng nghe quan trọng. Từ hai chiều. Nói chung là thấy lắng nghe là rất quan trọng. Như Xoài nhà em là mấy hôm vừa rồi là mỗi lần mà phải tách bố mẹ ra là bọn em mất rất là nhiều thời gian để thương thuyết.
mà xoài thì không bao giờ có chuyện là vứt ở đấy xong rồi trốn đi, là không bao giờ có chuyện đấy được, tại vì nếu mà có chuyện đấy mà khi phát hiện ra thì toang luôn. Tức là phải là nó sẽ khóc, xoài sẽ mất lòng tin, bị tổn thương, mất lòng tin về bố mẹ luôn. Vui nhỉ, nhưng bàn về mấy chủ đề đấy vui phết đấy chứ. Chắc là chúng mình gọi bọn trẻ con ra đi. Con ơi, gọi phát chuông kêu luôn. Cam ơi, xoài đậu ơi, Lego. Cá mập con ơi. Không biết phải có keyword gọi đúng từ chạy ra. Ơ xoài ơi. Cá mập con ơi. Chuyên gia tới đây. 6 người, 3 cặp vợ chồng trẻ cùng độ tuổi nói chuyện với nhau và nói về con mình, nói rất là nhiều, đó là phụ huynh của Cam, Xoài và Đậu. Phải chăng chúng ta tương tác với bạn dễ hơn khi nói về cảm xúc của mình và nói những câu chuyện của mình, nói về con mình thì họ nói rất là tốt, biểu đạt rất là tốt về suy nghĩ, về cảm xúc. Nhưng để đóng vai một người bạn với một đứa trẻ khoảng 4 tuổi trong gia đình thì hình như là nó còn cái gì đó chưa được trọn vẹn, chưa được đầy đủ lắm. Hy vọng rằng là các bậc cha mẹ trẻ chúng ta hãy học cách trò chuyện, vui chơi cùng với con nhiều hơn là ở cạnh bên con. Cùng quay trở lại câu chuyện không có cơm của gia đình Andy nha. Dạ không có cơm hả ba mẹ? Không có cơm. Nãy con không lấy gạo làm chi? Nãy con không lấy gạo, nãy có gạo. Cái quan trọng nhất là gạo mà con không chịu lấy. Là mình có cơm ăn rồi. Wow, bữa cơm có vẻ hấp dẫn hơn cả sự mong đợi đấy chứ. Cơm đâu mà ăn, nhả đi chứ không chịu lấy. Thôi ăn, ăn đồ ăn không đi con ơi. Để thử món này. Trứng bà chiên ngon không anh đi? Trứng bà chiên quá xuất sắc luôn. Anh thử có quẹt của em đi. Mày ăn chấm đi. Không, ngon muốn chết. Con đừng có chấm, cái này nó mặn không, chấm với pho quẹt chi. Ít thôi mặn quá. Rồi muốn mặn quá vậy? Hồi nãy anh nói đừng, đừng có nê mà quên hả? Mặn đâu em thấy ngon mà. Trời ơi, mặn chát rồi. Tại này ăn chung với cơm nó mới vừa. Thật sự ra vui và hy vọng là từ sau chương trình này trở đi thì tất cả những việc bếp núc trong nhà là Trang sẽ là người phụ trách. Thì em sẽ là vào bếp em nấu ăn ngon mà. Ngon lắm. Anh cũng đang có nhu cầu giảm cân mà. Anh chấm ít thôi mặn lắm. Lấy cái chén con để vô, ba dạy con làm sao. Trời ơi, cái thằng thiệt á. Xoay hết trơn luôn. Có quẹt ngon mà anh thì sao quá. Ngon đi. Thấy chưa? Không biết trứng chấm với phô quẹt không biết như thế nào. Chấm ít thôi để thử. Chứ không con có chấm nè, gì. Con có nước phô quẹt nãy con để nè. Ủa mà con nói cay mà con chấm gì nữa. Con cũng muốn chấm lại phô quẹt rất ngon. Chê của tôi mà ăn quá hẹn. Quá sẻ. Tôi phải mất lòng nhau thôi. Mất lòng. Mất lòng. Chứ không phải là ngon mà không khen giùm tiếng nữa. Em đi là nó nhiệt tình nhất luôn á. Trứng cũng chấm kho quẹt nữa. Mẹ con lấy cái chén con hấp miếng con đi chứ. Anh đi thích món nào nhất? Trứng kho quẹt. Con cho trứng mấy điểm? Trứng của mẹ nấu á hả? Của bà. Không, trứng của anh nấu được 1 điểm. Còn kho quẹt của mẹ làm 100 điểm. Ok. Sao trên lệch quá vậy? Cá. Cá của anh đúng không? Ừ. 1 điểm. Ừ. 1 cộng 1 bằng 2 nha. Còn cái này của mẹ. Sốt cà của ai? Con hỏi ăn thử. Sốt cà của ai vậy mẹ? Chấm điểm trước đi mẹ nói. Điểm ơi, sao chấm điểm mà thiên vị quá vậy? Phải hỏi của người nào nữa vậy? Sốt cà được mấy điểm? Sốt cà của mẹ được 100 điểm. 100 điểm. Cá có ba được 1 điểm. Cái con là con này chọc ba tại cái đó bí mật mà. Đố mày tại sao con lại chấm điểm cho ba 1 điểm? Thôi không. Tại ba nấu ăn quá hơi ngon thôi. Còn mẹ là sắc sắc luôn á. Ngon vậy hả? Vấn đề là tại vì con thích ba đúng không? Sao không thích được, em này thương ba quá trời mà. Không. Vậy sao chấm điểm ba thấp? Tại số 1 là số lớn nhất, còn số 100 là số nhỏ nhất. À, nãy giờ hiểu lầm.
Và ba là hạng nhất đúng không? Ba là hạng nhất. Ba không cần hạng nhất con, phải chấm như lúc đầu. Con chấm ba hạng nhất thì ba mệt mỏi lắm, không biết đâu. Chuyên gia tới đây. Tôi thấy đặc biệt là hai cha con của Andy rất là hay cà khịa với nhau. Nhưng mà cà khịa có miệng thôi, hãy để ý đến những cái hành động của họ. Cái cách mà chọc ghẹo nhau một chút, đụng chạm nhau và rất là thích ôm nhau. Như vậy biểu hiện tình cảm thì cũng có nhiều cách, có thể là bằng lời nói. Nhưng hãy tăng cường thêm những hành vi cử chỉ với con. Và trẻ con rất là nhạy cảm trong cái việc chúng ta thể hiện tình cảm bằng ánh mắt, bằng gương mặt, bằng nụ cười của chúng ta. Thì con cũng sẽ rất hiểu được là chúng ta đối với con như thế nào. Bữa cơm của gia đình Andy Khánh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Trông thật là thanh soạn. Chưa, Asakama gì chưa? Mình năm mới. Mẹ ăn đi không? Mẹ ăn mầm mẹ bùi ngùi quá. Ngon hơn cái nuôi hồi kỳ trước ba làm không? Dạ không, dạ không. Ba hỏi thiệt con nha Andy, con phải trả lời thật sự nha. Dạ. Con ăn cá con thấy sao? Ăn cá ngon. Ngon. Đó, những lời của con nói là những lời không ngon. Tận đó hả? Không ngon. Không nói tận đáy lòng đi, đừng có nói mua. Ba, ngon quá. Đó con chỉ thấy thơm tới đây thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ tới thơm rất là kêu. À, ý như con nói ba làm cái thơm mà cái mùi nó bay ra không? Hấp cả nhà đúng không? Dạ. Để mẹ thử con coi. Thì chứng tỏ là khoai ngon đó anh. Cho khoai ngon hả? Cho thêm nè. Con cũng thấy khoai ngon. Ba cho con nữa, cho khoai nữa phải không? Khoai nữa hả? Ba cho nè. Ê, anh cho con kìa. Con để lên đây cho em. Rồi, cảm ơn anh con. Cho con một cái nữa. Trời ơi, chết rồi. Đừng để cái món này ra mà mấy cái nhà hàng thương hiệu lớn thấy á, bắt trước chết luôn á. Con ăn hết luôn. Cái này đúng không? Okay now. From the beginning. Lâu lâu ba làm. Anh ăn luôn rồi. Xấu quá. Của anh mà. Anh nè, cho nè, con nè, đây nè. Nè ba cho nè. Ba cho cái khác. Thôi. Nè ba cho cái khác nè. Tại vì cái miếng đó là cái miếng cuối cùng của con, nhưng con chưa có ăn một miếng khoai tây nào hết. Cái này là trái gì? Này là trái táo. Tiếng Anh gọi là gì? Apple. Yes. And cái này gọi là cái gì? Trái cam. Tiếng Anh gọi là gì? Dạ, trái là orange. Yes. Trứng gọi là gì? Trứng gọi là quả trứng gọi là gì? Ấp trứng. Vậy. Đúng rồi. Very good. Nhờ ba ra chữ e thì con mới nhớ. Ồ, hay quá, ba nhắc tuồng đúng không? Nhờ ba nhắc tuồng. Ví dụ không có ba rồi sao? Không có ba thì con bỏ cuộc. Cuộc đời con có ba, cuộc đời con sung sướng. Vậy thôi. Vậy thì bây giờ sau khi mà ba đã nấu ăn xong, ba ăn xong rồi, ba đổ mồ hôi luôn rồi, thì tới cái khâu mà mình sẽ dọn dẹp và mình ý rửa chén bát rồi đó con. Thì phân công con, phân nếu con là con phân công ai? Phân công ba. Phải sao? Thì nó yêu nhất trên đời là ba. Yêu nhất trên đời thì có em thì thôi. Thì em thì thương ba. Thì em thì thương mà. Em thì là con ngoan của ba. Từ đó tới giờ con có thấy ba rửa chén chưa? Rồi, hôm nay con có muốn thấy không? Nay con có muốn thấy ba rửa chén không? Con rửa luôn. Con với ba rửa chén luôn. Ok, rồi. Con mẹ với em lên đầu nghỉ xuống. Thế thì theo mọi người là Khánh có sẵn sàng cho em hết cái phần khoai của mình không?
Tôi nghĩ rằng là với cái tính của Khánh thì chắc chắn rồi đó. Nhưng mà Khánh đã có một cái động thái trêu em là giành lấy cái miếng cuối cùng lại. Và ở đây cái sự trêu em của Khánh á thì nó lại tạo thêm cái sự hóm hỉnh ở trong gia đình. Mà ở đây cha mẹ phải bắt nhịp được cái điều này để gắn kết anh em với nhau. Thực sự cái việc trêu của Khánh ở đây đó cũng là một điểm nhấn để các bậc phụ huynh nhìn lại là chúng ta không nên chiều các bạn nhỏ, nhất là những bạn mà đóng vai em út ở trong nhà đó. Mình hay được chiều một cách vô điều kiện, và nếu không khéo sẽ làm cho người anh, người chị, những đứa trẻ lớn hơn nó sẽ cảm thấy bị tổn thương. Cha mẹ bắt nhịp được những điều này, không la rầy con, không mắng con, sao con lại trêu em, hay là sao con không nhường em, giống như hình ảnh chúng ta vừa thấy ở đây, thì rõ ràng là tình huống nó đa dạng hơn, nó làm cho mọi người cũng có bực, cũng có khó chịu, nhưng cũng có vui nhiều, cũng có gắn kết nhiều hơn. Một bữa cơm thịnh soạn, màu sắc, cách bài trí vô cùng bắt mắt. Cùng đến với bữa cơm của gia đình nhà công chúa mặt trời nào. Bon appétit. Okay, finally. Let me help you. Let me cut you some fish, okay? Such a long time I didn't do the fish, grill the fish. Oh, the fish is good. Not bad, right? Pretty good. Okay. Thank you. What are these? They're called eggplant or aubergine. No, these. Yeah, they're called that. In Vietnamese? In Vietnamese? Cà tím. Cà tím. Cà tím mà sao nhìn giống cucumber quá vậy? Then Angelina, what you learn from these days? Shopping today. Con nghĩ sau hôm nay là con có thể đi siêu thị một mình được không? Không có ba mẹ được không? Ba mẹ ở về ở nhà hả? Con nghĩ là ba mẹ sẽ đi với con, mà ba mẹ đứng một chỗ, con sẽ tự đi lựa đồ. Rồi con có con... thể con tự làm. Con nghĩ con làm. Hôm nay con có làm. Hôm giờ mẹ thấy con có được một cái điểm rất là tốt ở chỗ là ví dụ như con thấy em đậu hay em cam còn nhỏ đó, con giúp đỡ cho em đúng không? Con tới lúc mà em khóc, con tới con nói chuyện với em đúng không? Con tới con chia sẻ với em. Nhưng mà mẹ thấy con nè, Angelina, listen. Mẹ thấy mẹ thấy là Son chưa tập trung lắm đúng không? Lâu lâu Son còn lo ra, mẹ phải kêu 2-3 lần. Rồi lâu lâu Son mệt, Son nhăn nhăn thì cái đó là mẹ không được. Mẹ đừng có nói vậy. Được mà. What did you say? Đừng có nói vậy. I say that sometimes when you're tired, you not cooperate so well by a little bit complaining and not so happy with your face. So we have to try to fix that. Can you and I take another bite. Papa? What is gop in Vietnamese? Mở miệng ra. Há miệng ra. You said it's eating time. Okay. Good. I move my papa, papa, papa. We don't know how to come on. Monkey. Look at my eyes. Are you gonna be silly now? No. Yeah. No, we're not. Are you gonna sit on that chair? Put your feet down? And behave nice. Okay. So you have a boundary. And inside that boundary, there is a lot of flexibility to do things and to behave and have fun and be way as well, absolutely. But there are also some situations when you have to be very clear that when you go outside this boundary, it's really no. But you have to be consistent. You cannot just give up because you are tired, all right? Then you have to make sure that there is another way to make sure that your child understands what you want to do. Okay, okay. Papa, and also papa. With mama, okay? Papa. Let's go. Chala. Boom. Sit. Angelina. Voilà. Son có thích cái chạy đua lúc ngày đầu tiên không? Cái lúc mà Son đạp xe đạp á. Vui ha. Còn con thắng nữa. Quên con thắng nữa. So, here's the next one. Next bite. Cái pose nữa. When you're done, take your time. Đúng không? Angelina, do you want some more water? Yeah? Good. Now you're sitting super great. Give me 5. Continue like that. Smiley, okay. Nice face. No way. Yes, please, Papa. Papa. Yeah?
Okay, good girl. Okay. Nhớ bạn thân không? Nhớ Son với mẹ là gì? Son với mẹ là bạn thân đúng không? Bạn thân thì phải sao? Phải thương nhau nhiều. Thương nhau nhiều. Phải chia sẻ, tâm sự với nhau đúng không? Có nhân nhau không? Có nhân không? Dạ không mẹ. Không mẹ. Ừ. Vậy mai mốt mẹ nói là phải vui vẻ nghe lời nha con. Madame. Nói sao? Thank you. You are very welcome. Thank you, Papa. Yeah, Papa. Con nói sao? Bây giờ. Right. We finish chewing first, and then we talk. But Mama ask you nè. Con có biết cái cọng rau muống không? Biết rau muống không? Rau muống là cái cọng rau dài dài. Bữa nào mẹ chỉ cho con. Không, cái này là rau xà lách. How do you say salad in Vietnamese? Excuse me. Cải xà lách. Cải xà lách. Cải xà lách. Cải. Cải. Sounds very. But I need to. We need to show her. Like rau muống nè, pumpkin nè, and then some like eggplant. Yeah. And tofu some like, is new. I think tofu. She doesn't know. And she can learn like in English and Vietnamese, and at the same time she can recognize the fruit, the vegetable. No, but this is also a good chance to actually learn some basic Swedish words as well. Do you remember when Papa drive the motorbike? Tuy là có chút hơi quấy, nhưng mà cuối cùng không khí bữa ăn gia đình cũng đã được cân bằng bởi cách giải quyết vấn đề rất tài tình của bố Johan và mẹ Đoan Trang. Cô bé Son cũng đã tràn đầy năng lượng trở lại rồi. Well done. Good, Mama. Nice. Chuyên gia tới đây. Và cô bạn Son chững chạc của chúng ta về mặt biểu cảm xúc cảm phải nói là rất là đa dạng và rất là rõ nét. Vui là rất vui mà bực là rất bực. Và cũng chính vì thế ba mẹ của Son cũng dễ bắt nhịp được cảm xúc của Son. Chắc cũng không ít lần quý vị phụ huynh nhận ra là chúng ta có sự đánh giá cao về cái việc mẹ Đoan Trang và ba Son thường hay chia sẻ nói chuyện với con nhiều. Và đặc biệt với trẻ con á, quý vị phụ huynh, chúng ta có thể làm một cái điều rất là dễ, đó là chuyển đổi sự chú ý của con vào cái điều khác sẽ giúp cho con cải thiện cái cảm xúc. Nếu mà chúng ta áp lực quá trong những cái lời nói nhiễm bạc theo kiểu suy nghĩ của người lớn thì con sẽ rất là khó tiếp thu. Thử thách lớn khôn, chuyện chưa kể. Andy ơi. Siêu trong em bị rửa chén rồi đó. Cứu ba con. Cụ với ba coi. Phòng phòng phòng. Căng xòe. Bây giờ ba, con giúp ba một cái là bây giờ ba rửa xong rồi con lau rồi con úp vô sống kén giùm ba nha. Dạ. Trời ơi. Con từ từ nha, để ba rửa xong rồi con úp vô nha. Con lau nha. Dạ. Giờ mình sắp lâu rồi. Ba, con lâu 1 phút 30 giây là xăm liền à. Rồi, một cái. Quá sạch luôn. Con lau. Ok. Lau cho khô rồi úp lên đó cho ba. Đau lòng không? Ok. Cha con mình thôi. 1 phút 30 giây đã xăm luôn một dĩa. Úp vô trong đó xong. Đúng rồi, tiếp tục. Lẹ. Tan 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 tan. Ba làm nhanh quá ba. Trời ơi, mình phải làm nhanh chứ. Con không làm không kịp luôn á. Đây mình khó khăn mình lao mà. Thấy chưa? Mình phải làm như vậy thì mình mới làm nhiều chuyện nhanh được. Ở tập tiếp theo sẽ là câu chuyện của Andy Khánh và bé Cam Cam khi lần đầu các con đối diện với nỗi sợ hoặc tật xấu mà mình đã mắc phải. Đây hẳn là một thử thách khó nhằn cho cả nhà với rất nhiều tình huống oán ôm xảy ra. Hãy cùng chờ xem hai gia đình vượt qua thử thách như thế nào nhé. Bé lúc nào cũng phải là hơn em, nói với một cái tính nôm na là cà nanh. Thì cái đó chỉ đúng là đồ chơi thôi. Đón xem tập 6, Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6, ngày 1 tháng 5 năm 2020 trên kênh HTV7. Và được phát lại vào lúc 20:50 chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1.
Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chút nữa thôi.